Trú ở xá vệ, này các tỷ kheo, có bảy giới này. Thế nào là bảy? Quan giới, tịnh giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, diệt thọ tưởng giới. Này các tỷ kheo, có bảy giới này. Khi được nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, quan giới này, giới tịnh giới, không vô biên xứ giới, tức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, và diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiển lộ? Này các tỷ kheo, quan giới này do duyên u ám, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, tịnh giới này do duyên bất định, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, không vô biên xứ giới này, do duyên sắc, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, tức vô biên xứ giới này, do duyên không vô biên xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, vô sở hữu xứ giới này, do duyên thức vô biên xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, phi tưởng phi phi tưởng xứ này, do duyên vô sở hữu xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, diệt thọ tưởng giới này, do duyên diệt này được hiển lộ. Bạch Thế Tôn, quan giới này, giới tịnh giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, giới diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tôn, bảy giới này thiền chứng như thế nào? Này các tỷ kheo, quan giới này giới tịnh giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, những giới này lấy tưởng thiền chứng được chứng đắc. Này các tỷ kheo, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới này lấy hành lưu dư thiền chứng được chứng đắc. Này các tỷ kheo, diệt thọ tưởng giới này đã diệt đẳng nhập được chứng đắc. Có nhân, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, có nhân dục tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân hại tâm sanh khởi, không phải không nhân. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, có nhân dục tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Này các tỷ kheo, do duyên dục giới, dục tưởng sanh khởi. Do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyên dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyên dục dục, dục nhiệt tình sanh khởi. Do duyên dục nhiệt tình, dục tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu, dục tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ, thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi. Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. Sân dục, sân nhiệt tình, sân tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu, sân tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ, thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên hại giới, hại tưởng sanh khởi, hại tư duy, hại dục, hại nhiệt tình, hại tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ, thân, ngữ, ý. Ví như, này các tỷ kheo, có người ném bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Nếu người ấy không dập tắt gấp dưới tay và chân, như vậy, này các tỷ kheo, các xanh loài phấn nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị sa môn hay bà la môn nào đối với tưởng bất chánh khởi lên, không gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, vì ấy ngay trong hiện tại
trú trong đau khổ, giới phiền não, giới sầu não, giới nhiệt não, và sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ác thú. Này các tỷ kheo, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân, vô sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân, bất hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Và này các tỷ kheo, như thế nào có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân, vô sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân, bất hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Này các tỷ kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi. Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba sứ, thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên vô sân giới, vô sân tưởng sanh khởi, do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh khởi, vô sân dục, vô sân nhiệt tình, vô sân tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba sứ, thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên bất hại giới, bất hại tưởng sanh khởi. Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh khởi. Do duyên bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi. Do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh khởi. Do duyên bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên tầm cầu bất hại tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba sứ, thân, ngữ, ý. Ví như, này các tỷ kheo, có người ném một bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người ấy chế tay và chân gấp, dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, các tâm loại sống nương vào cỏ và củi sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị sa môn hay bà la môn nào đối với tưởng bất chánh khởi lên, gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, vị ấy ngay trong hiện tại trú trong an lạc, không có phiền não, không có sầu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú. Căn nhà bằng gạch. Một thời Thế Tôn trú ở Natika tại căn nhà bằng gạch. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, do duyên giới, tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi, tầm sanh khởi. Nghe nói vậy, Tôn giả Sada Kakayana bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không chánh đẳng chánh giác, có vị chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, kiến này do duyên gì được hiện lộ? Lớn thay, này Kakayana, là giới này tức là vô minh giới. Này Kakayana, do duyên liệt giới, liệt tưởng, liệt kiến, liệt tầm, liệt tư, liệt hy vọng, liệt ước nguyện, liệt nhân, liệt ngữ sanh khởi. Liệt là điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng liệt là sự thọ sanh của vị ấy. Này Kakayana, do duyên trung giới, trung tưởng, trung kiến, trung tầm, trung tư, trung hy vọng, trung ước nguyện, trung nhân, trung ngữ sanh khởi. Trung là điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng trung là sự thọ sanh của vị ấy. Này Kakayana, do duyên thắng giới, thắng tưởng, thắng kiến, thắng tầm, thắng tư, thắng hy vọng, thắng ước nguyện, thắng nhân, thắng ngữ sanh khởi. Thắng là điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng thắng là sự thọ sanh của vị ấy. Liệt ý chí.
trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí, cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí, cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Nghiệp, một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá tại núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Maha Moggallana, tôn giả Maha Kassapa, tôn giả Anuruddha, tôn giả Punna Mantaniputta, tôn giả Upali, tôn giả Ananda, tôn giả Devadatta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, các ông có thấy Sariputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Moggallana cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc đại thần thông. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Kassapa cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy chủ trương hạnh đầu đà. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc có thiên nhãn. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Punna Mantaniputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc thuyết pháp. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Upali cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc trì luật. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Ananda cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là bậc đa văn. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Devadatta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả vị tỷ kheo ấy là ác dục. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí, cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí, cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Kinh với các bài kệ. Trú ở Savatthi,
Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Ví như này các tỷ kheo, phẫn cùng hòa hợp, cùng đi với phẫn. Nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu. Nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng. Mũ cùng hòa hợp, cùng đi với mũ. Máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, giới thời hiện tại, giới thời vị lai, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, giới thời hiện tại, chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Ví như này các tỷ kheo, sữa cùng hòa hợp, cùng đi với sữa. Dầu cùng hòa hợp, cùng đi với dầu. Thục tô cùng hòa hợp, cùng đi với thục tô. Mật ong cùng hòa hợp, cùng đi với mật ong. Mật mía cùng hòa hợp, cùng đi với mật mía. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, giới thời vị lai, giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Thế Tôn thuyết như vậy, hiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: liên lạc dục tình sanh, liên lạc không được đoạn, như leo tấm ván nhỏ, bị chìm giữa sóng lớn. Cũng vậy đến kẻ nhát, kẻ sống thiện cũng chìm. Do vậy hãy tránh xa kẻ nhát không tinh tấn, hãy cộng trú bậc hiền, bậc thánh sống viễn ly, thường siêng năng tinh tấn, tinh cần tu thiền tịnh. Bất tín. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ tính cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tính. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, chúng sanh đã hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Kẻ bất tín đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ không biết sợ đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ không biết sợ.
Kẻ ít nghe đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ thất niệm đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Kẻ bất tín sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ thất niệm sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh tấn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh tấn. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, giới thời vị lai, giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Năm kinh về căn bản bất tín. Trú tại Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Như vậy cần phải hiểu rộng. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều.
kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau, kẻ bất tính cùng hòa hợp cùng đi với kẻ bất tính, kẻ biến nhát cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biến nhát, kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ, kẻ có tính cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có tính, kẻ tinh cần cùng hòa hợp cùng đi với kẻ tinh cần, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau, kẻ bất tính cùng hòa hợp cùng đi với kẻ bất tính, kẻ thất niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ thất niệm, kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ, kẻ có tính cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có tính, kẻ trì niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ trì niệm, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Bốn kinh về căn bản không biết hạn, trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy theo giới thời hiện tại, thời vị lai, thời quá khứ, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ không biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết hạn. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết hạn. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ không biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết hạn. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết hạn. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Kẻ không biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết hạn. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết hạn. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Kẻ không biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết hạn. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết hạn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết hạn. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc vào thời quá khứ, hiện tại, vị lai, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Ba kinh về căn bản không biết sợ, trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo,
tùy thuộc theo giới thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Hai kinh về ít nghe. Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biến nhát. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Biến nháp, trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ biến nháp cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biến nháp. Kẻ thất niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.